Cái gì thích cãi nhau? Thì bọn chúng mình cãi nhau cơm bữa mà bây giờ thêm một suất xôi không khác gì là phở thôi. Vâng ạ. Em chỉ nói cảm xúc của một người vợ khi mà có chồng bỏ rơi mình trong lãnh cung nó là như thế nào. Đó là sự uất ức. Hôm ngày bạn bè à bạn bạn bè bè rượu rượu chè chè lúc ốm á thì bảo bạn gọi đi rồi kiếm một tí tiền á, đưa vợ đi chơi, đưa con đi chơi, hay là mua quần áo, hay là đầu tư cho nhà cửa đi, hay là lại hay 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 với mấy người bạn không cùng máu mủ ruột rà kia. Bản thân vợ không phải là máu mủ ruột rà nhưng mà vợ đẻ ra những đứa máu mủ ruột rà với anh thấy không, nhiều lúc em cũng cô đơn lắm chứ. Rồi anh xem, cùng là nam nữ với nhau, người ta cứ nói là thời buổi này bình đẳng đúng không, nhưng giả dụ nhá, anh mà đi với người khác hoặc là anh đi chơi với bạn bè thâu đêm hay các thứ thì ít người ta nói, tại vì người ta nói đấy là đàn ông phải trăng hoa, phải thế này phải thế kia, phải biết nhịn đúng không ạ. Nhưng chị em phụ nữ chúng em mà đi với một người trai đẹp hơn và các thứ như thế đấy thì sẽ bị mang tiếng là sao, là không đứng đắn, có phải là rất là mất công không? À, nhầm, bất công không? Thôi đi, em đi suốt đi. Em đi Em đi suốt với bao trai lâu? đẹp suốt đi, anh có bảo gì không? Xin lỗi đi, bằng chứng đâu? Vâng, nhưng mà em cũng có đi, Có bằng chứng không? em cũng có đi, nhưng mà một tháng cùng lắm em lên KPI đi 2 lần, nhưng những người bạn của em là những bạn trong cộng đồng LGBT và rất là đẹp trai và rất là thấu hiểu em. Đấy, thế bọn có em phải đẹp trai là không? Em bảo em đi đẹp chị trai. em bạn gì, bọn em là chị em bạn gì, Bọn anh là anh em bạn gì? xin lỗi đi, bọn anh ấy là bạn thân, thân trên thân dưới, nỡ mà tưởng à, sợ lắm Thôi ạ, à, thân dưới đấy ạ. đấy.